Ban tổ chức thành ủy phối hợp với Hết sở nội vụ và ủy ban nhân dân quận công bố quyết định công tác cán bộ tại địa phương. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam dự trao quyết định. Trên cơ sở quyết định của ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điều động phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu Nguyễn Trang Huy đến nhận công tác tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở thời hạn 5 năm, luân chuyển phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hoàng Thanh Hòa đến nhận công tác tại ban nhân dân quận Liên Chiểu, bổ nhiệm giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân quận thời hạn 5 năm. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam chúc mừng ông Nguyễn Trang Huy và Hoàng Thanh Hòa được giao nhiệm vụ mới, đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm sở trường công tác cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.